Công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn vừa phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng Lương Văn Thứ, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 1, từ trình báo của hai người dân tại thành phố Bắc Cạn về việc bị mất trộm tài sản là xe máy và điện thoại di động. Qua xác minh, truy xét, Công an thành phố Bắc Cạn đã làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản đều do đối tượng Lương Văn Thứ thực hiện. Thứ đã bị bắt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thứ là đối tượng nghiện ma túy, đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, bị Ủy ban Nhân dân xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản, đến nay chưa chấp hành nộp phạt. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.